Thì bây giờ Harley chuẩn bị đi fastest cardio. Và cái lý do mà Harley chọn fastest cardio vào buổi sáng á, có nghĩa là tại vì trong cái thời điểm này cơ thể của mình hoàn toàn nó không có đồ ăn. Thì khi mà các bạn cardio trong thời điểm này thì nó sẽ là thời điểm tốt nhất để các bạn có thể đốt đi cái lượng mỡ thừa trong cơ thể của mình. Harley đã có làm một cái video cũ nói về cái chuyện này, là làm sao để các bạn biết là các bạn đang trong khu vực an toàn và khi nào là các bạn đang quá sức. Thì cái video đó Harley sẽ để cái link ở dưới. Còn bây giờ thì Harley sẽ uống cà phê đen, sau đó thì mình sẽ đi lên gym để mà cardio. Thì cái bài tập cardio mà Harley chọn trong cái buổi fastest cardio này á, thì Harley sẽ tập trung vào chọn những cái máy nào nó có thể đo nhịp tim cho mình. Thí dụ như Harley sẽ chọn những cái máy như là máy chạy bộ, máy leo thang hoặc là elliptical machine. Thì tất cả những cái máy này nó đều có hỗ trợ cái chuyện là đo nhịp tim. Thì trong cái video cũ Harley cũng sẽ nói với các bạn là cái cách tính làm sao để cho các bạn có thể biết được cái lượng cái nhịp tim của mình nằm trong khu vực nào là khu vực an toàn và nằm trong khu vực nào là khu vực quá sức. 12 seconds later. You know I never will make it by. And I can't be the fittest in you and I. And I won't make it without you by my side. Thì Harley chỉ muốn chia sẻ với các bạn là trước khi mà mình đi tập gym hay này nọ thì cố gắng double check lại một lần nữa coi thử là mình đã đem đủ tất cả những dụng cụ mình cần chưa để mình có thể có được một buổi tập hữu hiệu nhất. Ok, bây giờ Harley sẽ lên phòng gym để tập. A few moments later. Chào mừng các bạn đã quay lại mới một video tập luyện nữa của IUF. Thì trong video này Holly với lại Robert và Huy tụi mình sẽ tập cơ vai. Thì cái lý do nào mà khi mà các bạn coi cái video của Holly và các bạn thấy là Holly bị cắt giữa cái buổi tập buổi sáng mà nó dính liền vào cái buổi tập buổi tối á, là tại vì cái khúc giữa là Holly đi làm và rất là bận rộn, cũng như là không có thời gian để mà quay những cái cảnh ở giữa, cho nên vlog nó bị dính liền vô với nhau. Nhưng mà thực sự hai buổi tập này là xảy ra chung trong một ngày. Buổi sáng Holly cardio xong và tối thì Holly có hẹn đi tập gym với lại Huy với lại Robert. Thì trong cái video ngày hôm nay tụi mình sẽ tập trung vào tập phần cơ vai. Thì trong cái buổi tập này tụi mình có những cái mục tiêu riêng, đó là tụi mình sẽ cố gắng tập làm sao cho đầy đủ tất cả những cái bài cho phần cơ vai trước, cơ vai giữa và cơ vai sau. Bởi vì cơ vai là một cái phần cơ nhỏ hơn so với lại cơ ngực cũng như là cơ chân, thì tụi mình sẽ sử dụng hai kỹ thuật chính mà tụi mình muốn tập trung vào trong buổi tập ngày hôm nay, đó là kỹ thuật Max Effort và Hypertrophy. Thì đối với Max Effort có nghĩa là các bạn sẽ tập với một khối lượng tạ nặng và mình sẽ cố gắng tập với một kỹ thuật đúng nhất có thể, tại vì tạ nặng á, đôi khi nó sẽ làm cho cái form của mình nó không có đúng 100%, nhưng mà không sao cả, tại vì miễn sao là kỹ thuật của các bạn tốt và các bạn kiểm soát được bài tập của mình thì kỹ thuật nó có sai sót một chút xíu cũng vẫn là không thành vấn đề. Nhưng mà đó, nó sẽ là vấn đề nếu như các bạn là những người mới tập. Thì nếu như các bạn là những người mới tập thì họ lại nghĩ là các bạn nên tập trung vào cái phần kỹ thuật, làm sao cho mình có thể hiểu rõ được kỹ thuật của bài tập này và tập như thế nào là đúng. Sau đó rồi các bạn có thể sai sót và các bạn biết là mình sai sót ở đâu, thì cái điều đó nó an toàn hơn là mình sai sót ngay từ lúc đầu. Mặc dù là mình cảm thấy cái chuyện sai sót một chút xíu nó không thành vấn đề gì cả, nhưng mà nó chỉ không thành vấn đề nếu như bạn thực sự nắm rõ kỹ thuật của bản thân mình mà thôi. Còn đối với cái buổi tập ngày hôm nay á, cái bài tập đầu tiên thì tụi mình đã warm up với 3 set, đó là bài 3 set lateral raise. Thì mỗi set tụi mình làm khoảng từ 12 đến 15 cái. Cái mục tiêu trong cái phần warm up là để làm cho cái phần khớp cũng như phần cơ của mình nó được làm nóng lên, được bơm máu và chuẩn bị cho cái bài tập chính. Thì như hiện tại thì các bạn có thể thấy đây là cái bài tập chính của tụi mình. Bài tập chính thì tụi mình vẫn tiếp tục cái bài side lateral raise đó, nhưng mà tiếp tục superset với cái bài rear delt luôn. Là sau khi tụi mình tập cái bài tạ nặng đó, tụi mình thả xuống và tụi mình sẽ đi ngay lập tức tới cái bài rear delt. Thì đây là cái cách mà tụi mình bắt đầu cái buổi tập này. Và nói thiệt với các bạn là sau khi cái phần này nó kết thúc á,
thì mình cảm giác giống như là cái buổi tập vai của mình nó được hoàn thiện rồi, nó hoàn chỉnh rồi, tại vì cái phần cơ vai của mình nó rất rất là căng. Nhưng mà đây nó chỉ là cái kỹ thuật hypertrophy superset này á, nó tác động vào những cái sợi cơ của mình và nó bơm máu cũng như là oxy vào trong cái phần cơ của mình để cho mình có thể tác động được nó và làm cho nó phát triển ở mức độ tối đa nhất. Cái phòng gym này là một cái phòng gym mà đặc biệt ở đây là rất là nhiều những cái người nổi tiếng như là Phil Heath hay là những cái người mà Olympia thì họ đều tập luyện ở đây và họ đều có host những cái meeting của họ ở tại cái phòng gym này cũng như là photoshoot này nọ ở đây, cho nên mình gặp rất là nhiều những cái người mà nổi tiếng trong cái giới tập gym. Thì Giang thì quay lại với cái buổi tập thì cái bài tập tiếp theo đó là cái bài barbell press. Thì trong bài tập này tụi mình tập trung vào sức mạnh, cho nên tụi mình sẽ tập ở một cái khối lượng tạ nặng và cái khối lượng tạ này nó chiếm khoảng 70% tới 80% cái sức của mình. Và mình cố gắng là đi làm sao cho nó đều và nó được tác động càng nhiều thì càng tốt. Trong cái set này á thì Holly sẽ đi khoảng 10 tới 12 cái cho cái bài tập này. No spot. No spot. No spot. If you die, you die. If I die, I die. I die for this. Robert đó là người bạn của Holly, thì Robert đặc biệt là thiên về tập nặng luôn. Thì Holly nghĩ 225 pound mà tập cho cái bài đẩy barbell press này á thì nó gọi là cực kỳ nặng. Bản thân Holly thì Holly nghĩ là Holly sẽ không bao giờ nhấc nổi cái khối lượng tạ đó ra ngoài để mà cầm luôn, chứ đừng có nói đến chuyện là mình sẽ tập. Thì Robert tập trong cái bài tập này thì Robert tập trung vào tập khoảng từ 4 tới 8 reps, nhưng mà Robert dừng lại ở số 4 reps. Holly thì có thể đi hơn, tạ nặng hơn được nữa, nhưng mà Holly lại không muốn đi thêm tại vì mình cảm thấy không có tự tin gì lắm trong cái bài tập này, tại vì lâu rồi Holly không có tập. Thì Holly tìm cái cách khó khăn hơn cho bản thân của mình là Holly sẽ cố gắng giữ pause khoảng 2 giây ở phía dưới, mình xuống mình đếm 1, 2 và sau đó mình đi lên. Và mình cứ đi như vậy 3 set tới 4 set và mỗi set mình đi 5 cái và mình tiếp tục pause. Ok, thì sau khi mà cái bài mà max effort đó được tập xong xuôi rồi, tụi mình chuyển qua dumbbell press. Thì dumbbell press á, nó mà tụi mình không còn thiên về sức mạnh trong cái khúc này nữa. Và còn dumbbell press thì tụi mình sẽ trở lại với kỹ thuật superset với cái bài upright row. Thì dumbbell press tụi mình tập khoảng 10 tới 12 cái và upright row cho đến khi nào mà tụi mình kiểu như là kéo hết nổi nữa thì tụi mình thả thôi, chứ tụi mình không có đếm số lượng số lần. Nếu như mà các bạn để ý trong tất cả những video của Holly có nói với các bạn là tập 10 rep, 12 rep. Ở đây Holly không phải nói ý ý của Holly không phải là mình dừng lại ở 10 hoặc là 12, mà các bạn phải chọn một cái khối lượng tạ nào mà các bạn chỉ tập được 10 tới 12 là tối đa. Có nghĩa là khi mà Holly nói 10 rep là tối đa thì các bạn tập tới cái thứ 8 là các bạn đã mệt hết cỡ rồi, và mình ráng cái thứ 9 và cái thứ 10 và mình không thể nào đi được cái thứ 11. Thì cái đó gọi là cái lượng là cái đó được gọi là cái khối lượng tạ để các bạn tập được 10 tới 12 reps, chứ không phải là mình chọn một cái lượng tạ và mình chỉ tập 10 tới 12 reps thôi. Tại vì có rất là nhiều người họ bị hoang mang cái khúc này khi mà các bạn lên mạng, các bạn xem những cái buổi tập, rồi các bạn xem những cái cách chia sẻ của rất là nhiều những cái blog, những cái này cái nọ, thì người ta trong đó người ta có nói là bài tập này mình tập 13 tới 15 rep và sau đó mình sẽ tập bài kia tới 10 tới 12 rep. Thì có nhiều người họ lại dừng lại ở cái khối lượng rep mà cái bài đó nó đưa ra. Nhưng mà khi mà người ta viết 10 rep hoặc là 12 rep
cái ý của người ta là các bạn phải chọn khối lượng tạ nào mà các bạn chỉ đi chỉ có thể đi được tối đa là 10 và 12 và các bạn không thể nào đi được cái thứ 13, thì cái đó mới là khối lượng tạ đúng cho cái bài tập đó. Thì cái đó là cái những gì Holly muốn chia sẻ, tại vì Holly đã từng có những người hỏi mình là tập 12 rep thì em tập em dừng lại ở 12 rep hay là em tập khối lượng tạ mà em chỉ tập được 12 rep thì đôi khi nó là một cái câu hỏi rất là dễ đối với một số người, nhưng mà đối với một số người, đặc biệt là những người mới bắt đầu, thì họ nhìn vào cái số rep, cái số lần tập thì nó hơi hoang mang. Y chang như Holly hồi xưa thôi, Holly cũng rất là hoang mang khi mà mình nhìn vào cái đó và mình không biết là cái sức của mình nó nằm ở đâu và mình nên tập như thế nào. Thì đối với các bạn nào mà là beginner, các bạn là những người mới đi tập, thì nó sẽ mất một cái khoảng thời gian, Holly nghĩ là từ 6 tới 8 tuần để các bạn có thể biết được những cái kỹ thuật cũng như là những cái kiến thức cơ bản nhất. Tại vì trong cái thời gian 6 tới 8 tuần đầu tiên, cái điều các bạn nên làm là tập luyện kỹ thuật, tập luyện cái thói quen, chứ không phải là lo lắng về là khi nào kết quả nó đến. Tại vì kỹ thuật mình chưa có, kiến thức mình cũng chưa đủ, cho nên kết quả nó chưa có bao giờ đến bằng cái thời gian này. Ok, sau nãy giờ tụi mình mới hết nhạc, bây giờ Huy với Holly mới kiểu nói chuyện được trong cái vlog á. Vô nha. Where's the closing right now? Oh, shit. Yo. Yeah, you know, last time there was some.